Kính chào quý khán giả đến với bản tin số 31 của Auto Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các tin tức vừa diễn ra trong tuần qua. Ford Ranger lắp ráp trong nước có giá bán rẻ hơn so với phiên bản nhập khẩu. Chất lượng xe liệu có bị thay đổi? Toyota bất ngờ công bố hình ảnh chiếc xe Toyota Tundra 2022, đối thủ nặng ký của Ford F-150. Chiếc crossover hạng B Toyota Zaire dùng động cơ 1.2 lít tương lai có thể sẽ được đưa về thị trường Việt Nam. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Giá bán niêm yết của 5 phiên bản Ranger vẫn được giữ nguyên, dao động từ 616 triệu đến 925 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thông tin đến từ một số các đại lý ở Hà Nội, giá xe Ford Ranger lắp ráp cũng đang được chào bán thấp hơn khoảng 5 đến 10 triệu so với giá niêm yết tùy vào phiên bản. Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước và có mức giá bán mềm hơn thì Ford Ranger sẽ tăng lợi thế so với các đối thủ nhập khẩu, vốn đang gặp rất nhiều bất lợi về nguồn cung thiếu hụt do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cá nhân mình cho rằng với việc giảm từ 5 đến 10 triệu đồng không phải là quá nhiều, bởi vì có thời điểm thì mẫu xe này đã từng giảm lên tới 75 đến 80 triệu đồng một xe, mặc dù là phiên bản nhập khẩu. Các bạn cũng đã biết quy luật cung cầu của thị trường, đó là cái gì nhiều thì nó sẽ rẻ mà ít thì nó sẽ đắt. Với việc luôn sẵn nguồn hàng tại nhà máy thì Ford Ranger trong tương lai sẽ còn giảm nhiều hơn thế, chứ sẽ không dừng lại ở mức 5 đến 10 triệu đồng. Một điều khác, theo như mình phỏng đoán thì tâm lý lựa chọn xe nhập khẩu của một bộ phận khách hàng cũng là một trong những nguyên nhân sẽ khiến cho mẫu xe này tụt giảm về mặt doanh số, suy ra hãng sẽ phải tiếp tục giảm giá để giữ thị phần. Bởi lẽ vậy nên mẫu xe bán tải này tiếp tục sẽ còn giảm nhiều hơn so với mức 5 đến 10 triệu hiện tại. Trên trang mạng xã hội của Toyota USA vừa qua thì đã cho đăng tải hình ảnh hoàn chỉnh của mẫu xe bán tải Toyota Tundra 2022, đi kèm với một dòng chú thích là một số người không biết cách giữ bí mật. Đây được cho là một trong những cái lời trách móc của hãng xe đến từ Nhật Bản đối với đại lý Toyota đã làm dò dỉ thông tin nội bộ. Với chỉ một hình ảnh thì chúng ta có thể thấy rằng là Tundra có một ngoại hình được thay đổi hoàn toàn. Phần đầu xe nổi bật với dòng chữ Toyota cỡ lớn trên lưới tản nhiệt hình bát giác và thanh đèn LED trợ sáng. Phong cách này tôi cho rằng bị ảnh hưởng khá là nhiều từ đối thủ F-150. Bên cạnh đó thì với cụm đèn pha LED thì được thiết kế trông rất màu mè và phức tạp. Mình cho rằng đây là một trong những cái điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này ở phần ngoại thất xe. Phần nắp capo cũng được dập nổi trông rất là ấn tượng và cơ bắp. Còn lại những điểm mà tôi cho rằng làm nổi bật cái phong cách ăn theo kiểu Mỹ thì là phần vòm bánh xe vuông vắn và mở rộng được sơn đen hoàn toàn. Mâm xe cũng được sơn đen thể hiện cái chất off-road của xe. Dòng chữ TRD Pro được khắc chìm trên cửa thùng hàng. Còn về phần vận hành thì khả năng mẫu xe bán tải này sẽ được xây dựng trên nền tảng khung gầm Body on Frame GAF giống với Land Cruiser 2022. Động cơ là loại V6 3.5 lít tăng áp thay cho động cơ V8 5.7 lít hút khí tự nhiên. Cá nhân mình đánh giá tổng quan thiết kế của Toyota Tundra 2022 là đủ sức thuyết phục những khách hàng đã quá quen với F-150. Tuy nhiên với khối động cơ tăng áp 3.5 lít thì cũng chưa biết thế nào được. Một điều khác, F-150 đã dần chuyển sang sử dụng động cơ điện. Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng sẽ rất khó để mẫu xe bán tải của Toyota có thể bắt kịp được F-150 không chỉ ở thị trường Mỹ mà còn cả ở thị trường châu Âu nữa. Những thị trường có những cái quy định rất ngặt nghèo về mức khí thải của xe. Không biết là sắp tới thì mẫu xe bán tải của Toyota có động cơ điện hay không, nhưng mình sẽ vẫn dự đoán hãng xe của Toyota chắc chắn chưa thể trang bị cho mẫu xe bán tải này một cái khối động cơ điện đủ mạnh. Sau khi ra mắt tại thị trường Indonesia vào ngày 30 tháng 4 thì Toyota Zaire, mẫu xe crossover mới của Toyota, vừa được bổ sung thêm phiên bản 1.2 lít GMT và 1.2 lít GCVT có mức giá thấp hơn các biến thể Zaire dùng động cơ tăng áp 1.0 lít. Tại Indonesia thì Toyota Zaire 1.2 lít GMT có mức giá loanh quanh khoảng 202 triệu rupiah, tương đương với khoảng 13.950 đô la. Nếu tính ra tiền Việt thì chỉ rơi vào khoảng 320 triệu đồng. Với mức giá bán trên thì mình cho rằng là xe có một cái mức giá bán khá là rẻ, nhưng về thị trường Việt Nam thì không biết nó sẽ tăng lên khoảng bao nhiêu lần. Với 1.269 đơn hàng chỉ sau một tuần ra mắt tại Indonesia, mẫu xe crossover này được cho là khá thành công và tương lai có thể sẽ là một trong những thế lực mới của phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ ở tại thị trường này. Bên trong khoang nội thất thì mình cho rằng là mẫu xe trên thực tế chỉ đủ dùng thôi. Những tiện ích được cho là nổi bật như là nút bấm khởi động Start-Stop, màn hình tablo 7 inch dạng điện tử. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cụm màn hình thông tin giải trí 8 hoặc 9 inch.
Các phiên bản cao thì có thêm nội thất da, gói an toàn Toyota Safety Sense và 6 túi khí. Mình cho rằng nếu như về Việt Nam mà xe vẫn giữ nguyên đầy đủ những cái option kiểu dáng trang bị như ở Indonesia thì có lẽ đây sẽ là một trong những đối thủ vô cùng nặng ký so với Kona, EcoSport và đặc biệt là Kia Seltos. Dẫu vậy thì mức giá bán mà quá cao, ảo tưởng quá thì kể cả nhiều option, nhiều trang bị, sản phẩm này cũng sẽ bị thất bại. Hiện tại trong phân khúc crossover hạng B thì Toyota chưa có sản phẩm nào tại thị trường Việt Nam. Cục đua trong phân khúc này hiện tại đang có những đối thủ như là Ford EcoSport, Hyundai Kona, MGZF và Kia Seltos. Khỏi phải nói, nhìn vào những cái tên cơ bản kia thôi, chúng ta đã có thể thấy là phân khúc này đã quả là một cái ao. 5-6 ông đi câu, đủ để biết là cạnh tranh gay gắt ra sao. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 31 của Auto Việt Nam. Ở cuối video mình xin được gửi tới các bạn những hình ảnh ấn tượng nhất về chiếc xe Maserati Gran Turismo phiên bản sử dụng động cơ điện. Xin chào và hẹn gặp lại.